Hello mọi người, nay mẹ em nghỉ chiên bánh rồi, mẹ em chuyển qua hệ câu cá rồi nha. Coi trên mạng người ta câu cá đối bằng cái lon C2 với lại bột mì á, mà kiếm không có cái lon C2 nên bây giờ xài đỏ cái lon trà xanh luôn nè. Nó bỏ xuống xong rồi cá nó chui vô cái đó là mình giật lên nha mọi người. Vừa bỏ xuống cá bu quá xá bu luôn. Wow, nguyên một đàn cá luôn kìa. Nào đợi nó chui vô, nó giật cái lon á thì mình chỉ lên nha mọi người. Đó đó, nó chui vô rồi đó. Wow, câu nhanh ghê á. Đó, ta nói là làm cái gì á, cũng có ông nhỏ đeo theo hết trơn. Dính cá một cái ông làm muốn banh cái nhà luôn vậy. Đó, dính được như đó rồi đó. Đây là thành quả nha, đủ bữa cơm chiều nha.